Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Phật. Với chí nguyện độ sanh, nơi nào cần Ngài đến, Phật Pháp cần Ngài đi, chẳng quản gian lao, chẳng nài khó nhọc. Chính vì thế mà Hòa Thượng đã gác lại mọi công tác Phật sự đa đoan để trở về đây với chúng ta, truyền trao những kiến thức Phật học, những giáo lý nhiệm màu nhân ngày thọ bát quan trai hôm nay. Vậy giờ này, xin toàn thể đạo tràng hãy lắng đồng tâm tư để nghe những lời giáo pháp mà Hòa Thượng sẽ ban bố cho chúng ta, để chúng ta lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Và giờ này, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương diệu pháp. Và trước khi đi vào đề tài, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng cũng như cùng toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng khởi xướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh Ngài đi vào thời thuyết pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý đệ tử chúng ta cùng ngồi. Cảm niệm công đức của ban tổ chức chùa và chư tôn đức ni của chùa đã cho trung đạo có cơ hội trở về đây để nói chuyện và chia sẻ Phật pháp với quý đệ Bình Hải ở đây. Trung đạo chia sẻ sự tu học để huynh đệ chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Với huynh đệ cô bác chú thím gì khỏe không? Khỏe nhiều không? Thầy mới giảng bên kia là thân khỏe tâm an. Giờ không biết giảng chia sẻ gì ở đây, nhưng mà cái chia sẻ của trung đạo sẽ làm cho huynh đệ rất là dễ hiểu, rất là dễ tu tập. Nãy cô mới nói là tu nhân học Phật,
mình tròn cái nhân đạo thì Phật đạo sẽ chờ đón mình, có vậy thôi. Đây huynh đệ ở đây là chúng ta niệm Phật xin vãng sanh hả? Hả? Có xin không? Xin hốt hụi và trốn luôn hả? Đã một đống con cháu đang chờ cái bỏ đi đâu? Xin bỏ rồi, cũng như là mình bỏ của chạy lấy người á hả? Chưa có thành thiện nam tử, thiện nữ nhân bỏ đi đâu? Chưa tu nhân rồi đòi bỏ lên Phật ở là sao? Hả? Bỏ lên trên kia ngồi nhai trầu chơi cái lá sen héo cái niệm cho nó tươi lại à? Hả? Mấy ông lên kia ngồi à, hút thuốc láo, cà phê nhịp nhịp đùi, cái lâu lâu thấy sen héo quá, niệm cho nó tươi lại hả? Trời đất ơi, con cháu chồng vợ để một đống đó cái bỏ chạy là sao? Làm sao mà gọi là tu nhân học Phật được? Phải không? Phải không? Tự nhiên đưa ra một đống con cháu nhưng bỏ trốn là sao? Ai cho đi? Chưa làm thiện nam tử, thiện nữ nhân đi đâu? Đi đâu? Ai biết đi chỗ nào giơ tay lên? Đi chỗ nào nói? Ai làm mình khổ? Tự mình làm đúng không? Bây giờ mình làm cho mình hết khổ trước đi, tự nhiên mình thấy cực lạc liền à. Ai đút đầu vô đó? Ai xúi mình vô? Không ai xúi, tự mình nhào vô đúng không? Thí dụ như cái nồi nước sôi á, nó có biết nóng không? Hả? Nhưng mà mình thọt ra vô ai nóng? Bởi cái khổ đâu kiếm mình đâu, mình tự thọ khổ mà, ai xúi? Tiện giờ cái nhiên đạo ra một đống cái thấy khổ á, bỏ trốn mà. Bây giờ mình tu niệm Phật để bớt cái khẩu đi nè. Phải không? Bây giờ thầy này nói đơn giản với huynh đệ thôi. Tu như thế nào để cho tam nghiệp thanh tịnh? Đơn giản ngắn gọn đi nha. Huynh đệ tự động hiểu được. Nói đơn giản mộc mạc để cho huynh đệ lớn tuổi này nè, chúng ta không cần phải dùng kiến thức văn chương bóng bẩy hoa mỹ, những là huyền nghĩa làm gì cho nó xa xôi lắm. Nói đơn giản mộc mạc đi. Đời chúng ta đều dính vào ba cái thôi. Hồi nãy thầy kia thì giảng nó hơi rộng chút xíu, bây giờ thì túm lại chút xíu là huynh đệ sẽ hiểu dễ dàng. Cái tội lớn nhất mà trong tam nghiệp á là gì? Là ý. Cái này mà nghĩ bậy á là cái miệng nói bậy, đúng không? Hả? Cái này nói bậy á là cái thân làm bậy. Thì đời chúng ta nó có gọi là tam, ba cái độc nhất của cơ thể mình, cái nguy hiểm nhất cuộc đời của mình là ý, khẩu, thân. Nhưng người Tàu nói là thân, khẩu, ý. Người Tàu đọc ngược. Chẳng hạn như từ bi hỷ xả là người Tàu đọc. Nếu mà mình không có cái tánh hỷ xả là hỷ xả rồi mới sanh từ bi. Nếu mà không chịu bỏ qua, quên lãng, tha thứ thì tánh từ bi không bao giờ thực hiện được, có đúng không? Bây giờ thí dụ mình từ bi đi, mình làm sao mình đủ sức, mình buông xả, mình bỏ tha thứ người ta để mà mình phát triển từ bi. Nếu mình có lòng từ bi trước, dứt khoát mình không thể nào có nổi. Mình phải tập tánh hỷ xả trước, phải buông bỏ trước, phải tha thứ, phải quên lãng trước mới phát lòng từ bi được. Cho nên người Tàu nói ngược. Chẳng hạn như mình nói là thân, khẩu rồi ý, thực sự đúng ra ý trước rồi mới cái miệng mới nói bậy, cái thân mới làm bậy. Cho nên để cho cái ý của mình không nghĩ bậy mà không tạo tác ý nghiệp. Ý nghiệp là tất cả. Nếu mà cái ý này không thèm chúng sanh thì cái miệng chẳng chảy nước miếng, đúng không? Mà cái miệng không chảy nước miếng thì cái thân chẳng ăn chúng sanh làm gì, có phải vậy không? Thì nên cái ý này khởi lên thèm chúng sanh, cho nên cái miệng mới chảy nước miếng, mới tìm con người ta cắn cổ người ta rồi ăn người ta cho là ngon chứ. Mà mình nhai cái mình thấy ngon quá, chứng tỏ là cái ác niệm mình vẫn còn đầy rẫy, phải không? Chẳng hạn như con gà nó bự gấp ba lần mình đi, mình dám lại mình lụm nó không? Nó mổ mình, lủng sọ mình đó chứ. Cho nên mình ỷ mạnh hiếp yếu luôn. Vì mình nghĩ mình có tay có chân, cái đầu óc mình tìm mọi cách mình dứt người ta, mình nói là vật dưỡng nhân. Chẳng hạn nó ngược lại đi, nhân dưỡng vật rồi sao? Năm sáu đứa nó súng lại nó mổ mình chịu nổi không? Nghĩ lại cảnh nó đi. Cho nên chúng ta phải diệt cái ý trước. Ý là tất cả. Cho nên để mà chúng ta không tạo ý nghiệp, hãy ý nghiệp vắng lặng, tự nhiên khẩu nghiệp cũng vắng lặng, thân nghiệp cũng vắng lặng. Có đúng vậy không? Nếu ý không khởi thì khẩu không mở, thân không động. Ba cái này mà nó tạm thời thanh tịnh
Cho nên mình niệm Phật, mình tụng kinh cũng vậy. Hả? Có tụng kinh niệm Phật, tụng niệm chỉ là một thôi. Nhưng mà hai cái từ tụng niệm, thí dụ bây giờ mình tụng ra tiếng, tụng lớn đi là gọi là thanh trì tụng, đúng không? Mình tụng cho mọi người nghe là kim cang tụng, tụng không có lớn. Bây giờ mình tụng cho mình nghe thôi, tụng rì 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 nó là niệm, có phải vậy không? Nhưng mà thế gian đặt tụng kinh niệm Phật hai cái khác nhau, không có gì khác hết đó. Thiền cũng vậy. Bây giờ thiền là hít sâu thở dài, giờ thì nhắm mắt hít sâu thở dài, thầy nói thầy thiền nè, đố huynh đệ trong đầu thầy nghĩ gì, sao biết thiền được phải không? Một thứ 1000 chuyện trong cái đầu này, nhưng mà mình nhắm mắt mình nói mình thiền có hay lắm mà. Ai biết mình nghĩ gì. Nhưng cẩn thận á, trong này có cái ông nè, thế gian gọi là Phật á, Phật tánh nè. Ông này không biết mình đang nghĩ gì. Ta nghe những gì ngươi chưa nói, ta biết những gì ngươi đang nghĩ, rồi tao biết mày sẽ làm những gì. Ai biết? Trong này có ai? Nói nghe coi, trong nhà này có ai? 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 Ông Phật. Người ta nói sách vở thôi. Phật tại tâm. Huynh đệ làm biết tâm ở chỗ nào mà nói. Nói đại đi, Phật tại thân nè, phải không? Nói đại cho nó gọn ngắn lại đi. Phật tại tâm mà tâm tại thân. Bỏ chữ tâm đi, Phật trong thân luôn cho rồi, cho nó dễ hiểu hen. Bây giờ cái nhà này là nhà của ông Phật, có phải vậy không? Thì ông ngồi trong này thế gian gọi là gì? Hả? Người ta hỏi lại huynh đệ trả lời nha. Thầy đi hỏi rất nhiều nơi rồi, cho dù có trình độ hay không trình độ, hay là biết hay không biết, Phật ở đâu? Ai cũng trả lời y như vậy đó. Nhưng mà hỏi lại coi, huynh đệ có chấp nhận ông Phật trong tâm mình chưa? Có không? Thiệt không? Thiệt lên kia ngồi đâu còn ngồi đây. Thiệt lên kia hết rồi. Mắc chứng gì ngồi xuống cầu xin? Nếu mà mình biết mình là Phật, cần gì phải cầu với xin, phải không? Bởi vì không biết đó, cho nên cứ niệm Phật là phóng tâm ra ngoài. Vì phóng tâm ra ngoài cho nên không biết mình là Phật. Nếu biết mình là Phật đâu phóng tâm ra ngoài đâu. Đi vô hết trong cái tim mình luôn, niệm cho ông Phật của mình thức dậy. Ông Phật đó là ai vậy? Mình đó. Ông Phật của chính mình. Thế gian nó đặt cái tên là A-di-đà. Huynh đệ có nghe chữ tự tánh Di-đà không? Có nghe câu đó không? Có không? Không hả? Có không? Lớn lên có không? Thì tự tánh là gì? Tự tánh là một cái tánh thiêng liêng sẵn có trong từng cá nhân một. Tự tánh là một cái tánh thiêng liêng này ở trong nhà của mình. Vừa sinh ra mình đã có tự tánh thiêng liêng này. Bây giờ không biết đặt tên gì, người Tàu đặt A-di-đà. Cho nên huynh đệ niệm A-di-đà là niệm cho ai? Có ai dạy huynh đệ vậy không? Không. Không hề chỉ. Huynh đệ chỉ biết niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nhưng mà huynh đệ đang niệm cho ai? Huynh đệ niệm cho ai? Tự tánh Di-đà là của ai? Của mình đúng không? Mình niệm A-di-đà niệm cho ai vậy? Là niệm cho tự tánh của mình thức dậy, đánh thức tự tánh thiêng liêng dậy. Nhưng mà người ta đặt cái tánh thiêng liêng này là Phật tánh, hiểu không? Rồi cái đặt không thấy kỳ quá, không hiểu được thôi. Đặt A-di-đà. Hồi nãy thầy có nói ở cái chùa Hòa Thọ đó, mà thầy nói rất là nhiều cái tôn chỉ tu tịnh độ mà niệm Phật A-di-đà là phải biết rằng là mình đang niệm cho tự tánh thiêng liêng của mình tên là A-di-đà. Cô tên gì cô? Cô tên gì? Cô á? Hùng hả? Hồng hay Hùng? Tên gái tên Hùng hả? Dạ, A-di-đà Hùng. Vì mình mới nói tự tánh Di-đà là, phải không? Đạo phải không? A-di-đà đạo. Cho nên mình niệm cho tự tánh của chính mình là mình đang niệm ông Phật của mình, để cho ông thức dậy cùng sống chung với mình. Đó là người niệm Phật chân chính. Còn niệm Phật mình cầu một ông Phật bên ngoài vô trong nhà này là cầu lộn rồi. Bởi trong nhà này đã có Phật rồi, đâu cần cái cầu ông Phật khác về đây làm gì. Khi huynh đệ phóng tâm ra ngoài á, niệm một ông Phật á, thì huynh đệ bỏ rơi ông Phật của huynh đệ rồi, có đúng không? Đúng không? Bây giờ trong nhà huynh đệ có một ông chủ đúng không? Huynh đệ chạy ra đường kiếm ông chủ khác về cái nhà đó hả? Đúng không vậy? Trật lất. Nhà đã có chủ thì chạy ra đường kiếm ông chủ khác về. Mà ông chủ đó chắc gì thiệt không? Ông chủ nhà mình mới là thiệt đó.
ông này mới là thiệt nè. Ông này là ông chủ nhà tự tánh. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình niệm cho tự tánh của chính bản thân mình, còn có nghĩa là mình niệm cho cái tánh thiêng liêng ngự trị đời đời kiếp kiếp, nhiều đời nhiều kiếp của mình. Bởi vì mình phóng tâm ra mình niệm cho nên mình không đánh thức được tự tánh Di Đà của mình vậy, cho nên vẫn còn đau khổ, bệnh tật, buồn phiền. Bây giờ chúng ta thay đổi sự suy nghĩ một chút xíu. Hãy hiểu được A-di-đà là ai? Trả lời đi. A-di-đà là ai? Hồi sáng thầy có hỏi rồi đó. Dạ. A-di-đà Phật, cảm ơn bà. A-di-đà chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cô chấp nhận chưa A-di-đà Hùng? Hả? Bây giờ cái niệm Phật cô để cái tâm, cái lòng cô ở đâu? A-di-đà Phật, chúc mừng cô. Hả, mình niệm Phật trong cái này nè mới là niệm trúng. Còn mình niệm ngoài chợ là trớt quớt rồi. Niệm ngoài chợ là trật rồi. Bây giờ huynh đệ, đầu óc rất là đơn giản mộc mạc. Chúng ta học những cái đơn giản mộc mạc nhất, để cho cái tâm mình nó, cái trí mình nó không có bị rối loạn, không cần phải suy nghĩ mông lung. Hãy biết rằng là tự tánh Di Đà là của mình. Một khi đứa bé chào đời thì tự tánh này đã có. Còn có nghĩa là tự tánh này trong từng cá nhân một, mà không phải từ ở cái đời này, mà nhiều nhiều đời trước nữa kìa. Chúng ta cái tự tánh này đã có sẵn, nhưng khi chúng ta không ý thức cái tự tánh này có sẵn trong mình, mình chết đi, cái tự tánh này kiếm một căn nhà mới trở lại cũng là mình. Tức là trong mỗi bản thể chúng ta đều có một cái tánh thiêng liêng. Thế gian không đặt được tên tánh thiêng liêng. Cái thằng cha kia chả hiểu biết chút xíu, chả đặt cái tánh đó là A-di-đà. Cho nên trong tôn chỉ của tịnh độ, phải biết rằng là A-di-đà Phật chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Thầy lặp lại. Bây giờ còn đi kiếm Tây Phương Cực Lạc đâu nữa không? Hả? Cho thầy mượn cái búa đi. Thầy sửa cái điện thoại nó hư kìa. Cô cho thầy mượn cái búa đi cô. Tắt điện thoại hết giùm thầy. Thầy lặp lại. Bây giờ thế gian đặt tự tánh Phật tánh của mình là A-di-đà. Tôn chỉ của tịnh độ phải hiểu rằng và ý thức rằng A-di-đà Phật chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nếu thầy nói sai một lời, chư Phật sẽ đập đầu thầy đó. Bởi chúng ta phải biết tự tánh A-di-đà của mình là đây, trong chính căn nhà này. Cho nên ai nói Phật tại tâm, hỏi tâm ở đâu? Tâm ở trong thân. Nếu mà không có thân thì tâm không có chỗ ở, còn nghĩa là ông Phật cũng không có chỗ ở. Bây giờ huynh đệ biết Phật A-di-đà là ai chưa? Biết chưa? Bây giờ niệm Phật làm sao đây? Niệm trong lòng mình nè, niệm ngay cái tim mình nè. Niệm trong tim luôn, đừng có phóng cái này ra ngoài. Khi cái này ra ngoài kiếm một ông Phật á, thì ông Phật trong này bị bỏ rơi. Bây giờ huynh đệ muốn bỏ rơi ông Phật của mình hay lấy ông Phật giả vô nhà mình? Ông Phật giả mà vô nhà mình rồi á, là mình điên điên khùng khùng đó. Nó gọi là tẩu quả nhập ma. Bây giờ huynh đệ niệm Phật muốn tẩu quả nhập ma không? Hả? Hả? Trả lời muốn không? Muốn thì chỉ lẹ lắm. Còn không muốn á thì niệm vô con tim mình luôn. Hít vô niệm Nam Mô Di Đà Phật, trở ra Nam Mô Di Đà Phật. Hít vô Nam Mô Di Đà Phật, trở ra Nam Mô. Là mình đang đánh thức tự tánh Di Đà của mình vậy. Người nào biết niệm Phật như vậy gọi là đi vào cái chánh pháp. Mình niệm cho tự tánh của mình là thức tỉnh. Còn mình phóng tâm ra ngoài niệm Phật là mình mê muội. Cho nên quý vị niệm hoài không bao giờ hết bệnh, niệm hoài không bao giờ phát triển trí tuệ, niệm hoài không bao giờ hết phiền não đau khổ. Tại sao? Bởi chúng ta phóng tâm ra ngoài kiếm cái giả, cho nên bỏ cái thật.
Vì chúng ta bỏ cái giả đi, tất cả chúng ta đều niệm trong này nè, để chúng ta chấp nhận cái thật đang ngự trị trong căn nhà của mình. Lúc đó mới dám nói một câu là Phật tại tâm chứ, đúng không? Mình nói Phật tại tâm mà tại sao ra chợ niệm Phật là sao? Đang niệm đây chứ, cái đầu bên Mỹ rồi đó, phải không bác? Vậy là mình niệm trật rồi. Đã nói tự tánh Di Đà là của mình thì phải niệm ngay trong lòng mình luôn. Hít một hơi vô niệm, biết rằng mình đang niệm cho tự tánh của mình thức dậy. Thở ra niệm, hít vào niệm, biết rằng là mình đang cố tình tập trung tư tưởng vào tánh thiêng liêng của chính bản thể mình mà thế gian đặt là Phật tánh, mà Phật tánh tên là A-di-đà. Bây giờ rõ chưa? Dễ hiểu không? Đâu cần phải đọc sách viết văn, đâu cần. Chỉ cần lấy cái cốt lõi của cách niệm Phật thôi là huynh đệ thấy hạnh phúc rồi. Tại sao niệm Phật hoài mình vẫn còn bệnh? Tại sao niệm Phật hoài vẫn còn phiền não? Bởi vì mình niệm chưa có trúng. Trung đạo mà nói trật là các ông đi trước mình đập đầu trung đạo hết rồi, không chờ tới ngày hôm nay đâu. Dám nói mạnh mẽ như vậy á. Bây giờ huynh đệ đã hiểu A-di-đà chính là ta, ta chính là A-di-đà. Nếu hiểu được điều này và ý thức rằng là điều này là chân lý, huynh đệ phải hiểu thêm một điều nữa. Cõi ta bà là cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ là cõi ta bà. Chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ hiểu chứng ngộ rồi đâu là Tây Phương Cực Lạc, vậy huynh đệ xin đi đâu? Nói đi, xin đi đâu? Vãng ở chỗ nào? Đó, bây giờ khó nói nè. Vãng ở đâu? Thấy chưa? Bởi trước đó mình không ý thức, mình không thấy tự tánh của mình. Bây giờ mình biết rồi, thấy không? Bây giờ mình xin đi đâu? Xin gì nữa? Cõi tịnh độ là cõi ta bà là tịnh độ, Phật là ta là Phật, xin đi đâu? Sống tại thế gian này trong cơn an lành hạnh phúc tột đỉnh, nó gọi là cực lạc ở tại thế gian, tìm đâu có tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục ở trần gian mà, phải không? Tìm gì? Có sẵn trong bụng là không chịu nhìn, nhìn đâu ạ? Hả? Một chút nữa hỏi, thầy sẽ cho huynh đệ có cơ hội để hỏi. Huynh đệ tìm cái gì? Thì huynh đệ chưa có ý thức tìm, nên niệm hoài không tiến hóa được. Huynh đệ tu niệm Phật hay tụng kinh chỉ là một mà thôi. Cứ này niệm ra tiếng, niệm không ra tiếng cũng là một. Để chứ tụng, tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái niệm tụng mình đều nằm trong con tim mới thực sự là công phu. Còn cái tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường á là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo nghe. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn, ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắt lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được, mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ niệm muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không á, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở tự tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu. Huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa. Thầy giảng thẳng vấn đề cho huynh đệ tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ. Rất là dễ cho huynh đệ. Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản, đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi.
Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy một phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó. Cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn, bụp văng cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Vậy chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn. Còn biết nhiều á, làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi, kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều, liệu cơm gấp đồ hũ. Mình ăn chay rồi gấp đồ hũ không được, nó gấp mắm á nha. Liệu cơm gấp đồ hũ. Hay. Nhớ không? Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc. Niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha mà lại vui hả, mình niệm Phật thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ hiểu được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thì nhân chúng này tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Nếu đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, mình đề ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn. Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè. Biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ổng thức dậy rồi ổng với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trau dồi đạo hạnh đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó, đạo hạnh đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rảy tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà để đem cái sự an lạc hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm, ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi? Mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. Hả, mình hưởng một mình thấy mình sướng hơn người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó. Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm, tánh thương yêu bá tánh càng nhiều thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi mà coi thường bá tánh nên phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi cái mặt mình rất là đen thùi, cái mặt mình tánh tình mình kỳ cục lắm, tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên mình phải tu sửa chứ. Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ, thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình đúng không? Thí dụ bây giờ ha, bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên sao hả bác? Dạ, Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà sao? Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Quý đệ có nhớ ông bà mình để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không?
Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất, tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay, nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ, dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay, nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu. Cười đi, cười nhe răng đi, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật Pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình á, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là Đại Từ Đại Bi, mà Đại Từ Đại Bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng Đại Từ Đại Bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng thầy có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là vậy nè, là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ. Đó là những đức tánh của Phật. Nếu con nói con là Phật, con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thầy chưa? À gì đó. Dễ hiểu không? Dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi, thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á, mục đích chính của thầy đó. Thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đời thứ 4. Thầy là đời thứ 4. Ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ 4, thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi, thầy biết trong này có ông Phật. Thầy biết như vậy luôn, nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này. Nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài, để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á thì tự nhiên mình rất là sáng suốt. Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng,
thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á, thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch, là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng một phút, tức là 1000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó. Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin xong ấy, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tự nhiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm, không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy, cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu, nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi huynh đệ, chúng ta chỉ cần sống trong 8 chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành 4 chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú 4 chữ là 8 chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần 8 chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong 8 chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có 8 chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đậu nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống, hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính. Chúng ta không cần phải lo, cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng. Mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp, mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng, thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ ở đây cũng làm được, làm được hết á. Tại vì pháp của chung không phải của riêng ai. Muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài có nguyện rằng là: nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý. Những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thế Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác, với điều kiện là mình phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo, của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành.
tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng Mù Thầy Kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng Mù Thầy Kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong tám chữ nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả, chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ em. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được, nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi. Biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá là lộng ngôn lộng ngữ. Chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi huynh đệ tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Huynh đệ thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm. Thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình, chứ để cho mình xài chơi đâu. Không phải. Nhưng nếu mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi ha, là mình tự hủy diệt con đường trở về với chư Phật đó. Mình sẽ phạm lỗi lầm. Lấy ân điển phước báu chư Phật ban cho mình để làm giàu cho cá nhân mình là mình đang làm tổn phước chính đời sống tu hành của mình. Cuối đời của mình sẽ không được như ý. Cho nên tất cả những gì chư Phật ban cho mình á, đều lấy đó làm phương tiện độ lại anh em của mình, là một người con có hiếu. Bởi vì mình làm việc cho anh em bá tánh chúng sanh đây là báo hiếu của chư Phật. Đúng không? Đúng không? Chư Phật ở đâu? Chư Phật ở đâu? Dạ đây nè, chư Phật ngồi nè. Cho nên làm việc cho anh em là báo hiếu chư Phật nè. Chứ đâu phải là làm việc cho bá tánh sanh là báo hiếu cho mấy cục đá này đâu. Không có. Mấy cục đá này không có cần. Không, mấy ông Phật đây nè, Phật ngồi đây nhóc. Để đã phụng sự bá tánh như là bảy hữu chư Phật đang ngồi trước mặt mình đó. Quân đệ nếu mà quân đệ nhìn thấy anh em mình là Phật, tự nhiên ông Phật trong lòng của mình nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ông có cơ hội được biểu lộ cái tánh khiêm nhường, thương yêu rộng lượng. Hay lắm luôn á. Quân thử làm coi, chừng 100 ngày à, cuộc đời mới thay đổi hết á. Mặt mình sẽ đẹp lên. Mình xài kem A-di-đà, phấn đại bi, mặt đẹp vô cùng. Biết kem A-di-đà, phấn đại bi không? Xài không có quá chất. Biết cái đó không? Ở đâu à? Mình xài kem A-di-đà, phấn đại bi mỗi ngày, mặt rất là đẹp. Thầy nói vấn đề đừng, thầy hỏi vấn đề đừng có ói nhan. Nhan, da mặt thầy đẹp không? Đừng có ói hen. Nhưng mà không có đẹp trai nha, chỉ da mặt đẹp thôi. Nếu thầy nói đẹp, mình đề sẽ ói chết luôn á. Tụng kinh nhiều đi, mặt mình sẽ phát quang. Mặt mình sẽ phát quang. Nó sáng lên, con mắt rất là sáng.
Con mắt sáng không bác? Mắt thầy sáng không? Con mắt lúc nào cũng long lanh, bởi cái lòng mình rất là sáng cho nên con mắt sáng. Cái lòng mình nó tròn cho nên cái đầu nó tròn. Cái lòng này ngộ lắm, tùy tướng tự tâm sanh mà. Cái lòng trong sạch thì con mắt sáng, cái tâm tròn thì cái đầu bóng, nó vậy thôi. Con ruồi đậu mà không có gậy chống nó té cái bạch nó chết nó đó. Thử làm đi rồi thấy được cái lợi lạc. Chứ có 100 ngày thôi, 100 ngày thôi, làm không được nó chịu thua luôn á. Cái gì là Phật thưa cô, chút nữa mình sẽ có giờ hỏi, cô yên tâm, chắc chắn ai cũng phải hỏi hết á. Ở đây thầy có, thầy mới nói chuyện với cô gì đó, thầy không nhớ tên, thầy có bệnh hay quên. Thầy nói nếu huynh đệ nào mà có cái lòng tu, có cái tâm muốn phát triển trong vấn đề tu hành trong Phật Pháp, thầy sẽ tặng cho cái vị đó một món quà. Thầy giảng trên mấy trăm dĩa rồi, nhưng mà thầy sẽ tặng huynh đệ cái máy nghe Pháp, trong đó có cái thẻ nghe Pháp luôn. Người nào tu giỏi và biết, muốn biết phát triển, muốn phát triển, muốn tiến hóa thực sự trong đường tu, thầy sẽ tặng cho cái máy đó, món quà tâm linh cho huynh đệ. Quyết định đi nha, không có đừng có ganh tị đó. Ganh tị là tội lỗi ghê lắm mà. Thầy có viết cái bài nhạc đó, cảm ơn mẹ, mẹ cho con biết thương người, cảm ơn người, người đã cho tôi biết hờn ghen, hờn ghen giết chết thương yêu, đời người đổi trắng thay đen, người người tạo tác nghiệp duyên để rồi tử sinh luân hồi. Nếu mình có gánh ganh tị hờn ghen á, mình sẽ chết trong sự đau khổ. Như cái bà mà bà chết le lưỡi trợn mắt á, đó đó. Niệm Phật mà không bỏ qua nỗi ghen tuông, không vượt qua nỗi cho nên chết le lưỡi trợn mắt. Tùy huynh đệ muốn le lưỡi trợn mắt cứ tự nhiên, thầy chúc mừng. Thầy có nói với cô rồi, thầy sẽ gửi những món quà đó. Khi huynh đệ nào muốn phát triển đạo tâm và tu hành tiến hóa, thầy sẽ sẵn sàng tặng cho huynh đệ một cái máy đó với cái thẻ 100+ bài giảng của thầy trong đó. Thầy chỉ huynh đệ tu thôi. Thầy luôn luôn đi khắp nơi và chỉ người ta tu, giống mình đã tu và đang tu rồi tiếp tục tu. Ở thế gian này các ngài có nói câu người tu thì như lông trâu. Trâu có lông không? Rất ít ha. Mà thành đạo như sừng thỏ. Thỏ có sừng không? Không có sừng. Các ngài hỏi, người tu thì như lông trâu, mà thành đạo thì như sừng thỏ. Chứng tỏ rằng là rất hiếm người tu, mà thành đạo rất ít người được. Bởi vì mình vớ vẩn nhiều quá, cho nên mình không thấy được mình là ai. Cái chân lý, khi người ta hỏi mình là ai, câu trả lời luôn luôn không bao giờ trật, mình là Phật. Đó là chân lý của cuộc sống tu hành. Khi mình biết mình là Phật, mình phải niệm Phật làm sao để đánh thức ông Phật của mình dậy, kèm theo cái lòng đại từ đại bi, kèm theo cái lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, kèm theo cái tính kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả. Lúc đó mình mới giúp được ông Phật của mình phát triển lòng đại từ đại bi lớn mạnh, thì mình mới có hội gần gũi chư Phật và sống trong chánh pháp. Bởi chánh pháp chính là đại từ đại bi. Trung đạo không cần biết huynh đệ tu pháp gì, hành pháp gì, nói pháp gì, không cần. Mà cái tánh từ bi huynh đệ phát triển rộng lớn thì trung đạo đã tán thán công đức huynh đệ đó rồi. Còn huynh đệ tụng kinh gì, pháp gì, hành pháp gì, nói gì thầy không cần biết. Mà hả, tự cao tự đại nổi lên là biết mình đã sống trong tà pháp. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Huynh đệ tự chọn đi. Đi vào thế gian chỉ có hai đường đi thôi. Muốn đi vào thế gian, người phàm phu tục tử cứ qua cửa người mẹ, tức là người đàn bà đó. Khi ra cửa người mẹ rồi thì không biết gì, chỉ có cái nghiệp thức cầm theo thôi. Chết của đệ mang theo được gì? Nói thì nghe coi. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có con. Nói chung có tất cả mọi thứ vật chất thế gian. Ai chết cầm theo được gì, giơ tay lên. Hả? Chỉ có một cái duy nhất gọi là nghiệp tốt và xấu theo mình thôi. Cái đó là thức nghiệp. Chúng ta cầm, thành ra đứa con nít sanh ra, mới sanh ra bàn tay nó nắm cứng như nè. Quý đệ có thấy đứa nít nó mở tay không? Bởi nó đang cầm cái nghiệp của nó trong tay, nó không cho ai thấy.
Khi nó bắt đầu nó nằm đó, nó biết giãy tay giãy chân ha. Một nửa 12 tháng, 18 tháng nó dở bàn tay ra, nó nhìn nó khóc, nó nắm lại là biết đứa này sẽ khổ trong tương lai. Còn nó mở bàn tay, nó nhìn ham thấy nó cười hoài, biết cái này sẽ hạnh phúc trong tương lai. Nó nhìn được cái nghiệp chướng của nó. Bởi vì con mắt của nó rất là ngây thơ trong trắng, nó nhìn được những gì chúng ta không nhìn được. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được. Nó thấy được những điều chúng ta không thấy được. Bởi tại sao? Nó là trong trắng, ngây thơ, tinh khiết, cho nên nó thấy, nó biết những điều chúng ta không thấy biết. Một đứa bé mới sinh ra tới 10 tuổi, nó học được 5-6 tứ thiến cùng một lúc. Nên chúng ta nhét chúng sanh vô nó mà liên tục, tự nhiên lớn lên cái tánh thông minh nó biến mất, tánh phàm phu tục tử nó lớn lên. Quý đệ thử nghĩ lại coi, nếu muốn đứa bé phát triển tánh thông minh tột đỉnh, cái tánh thông minh thiêng liêng của nó đó, là nên hạn chế cho năng chúng sanh thì không thôi, lớn lên á, tánh thông minh nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì mê muội ngu xuân thuận hóa thành chúng sanh, đúng không? Nhưng chúng ta sống làm sao mà tái sanh làm người là còn có phước, mà tái sanh lọt xuống kia là thiệt là vô phước đó. Cho nên mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh bằng cách là giúp cho nó hạn chế ăn chúng sanh, để tánh Phật nó ngự trị trong người của nó. Nó lớn lên nó thông minh, nó đẹp đẽ, nó yêu thương ba tánh chúng sanh, là mình cha mẹ hiểu biết. Còn nếu mà mình cho nó ăn chúng sanh quá nhiều đó, thì lớn lên nó Phật tánh nó sẽ chết, và cái tánh tôi phàm phu tục tử nó sẽ lớn lên, thì nó ra đời á, ba tánh chúng sanh sẽ khổ. Thì cái tôi nó quá lớn, nó không nhìn thấy được Phật tánh, thì nó không có lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh. Bây giờ quý đệ tự quyết định đi, mình sản xuất đứa nhỏ ra để Phật tánh nó lớn, hay mà sản xuất đứa nhỏ ra để cái tánh nó ra là một quái vật cho xã hội. Quý đệ là chủ nhân của sự sáng tạo đó, đó, sự suy nghĩ đi. Rõ chưa? Cho nên con mình an lành, hạnh phúc, đạo đức là do chính mình rèn luyện. Còn nó lớn lên làm khổ, mình làm khổ ba tánh xung quanh cũng do chính mình rèn luyện. Cho nên đi vào thế gian phải qua cửa người mẹ, rồi trong cái cửa người mẹ nó ra đời rồi sẽ có hai ngõ đi, một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu mình sống trong cái tánh phàm phu tục tử, ngu si, bản ngã thấp hèn, mình sống làm khổ những người xung quanh, biết rằng là mình sẽ đi vào cái ngõ đen thù lùi đó. Còn nếu mình sống yêu thương ba tánh với sự rộng lượng từ bi, bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ, tương trợ giúp đỡ, phải biết rằng là mình đang chọn con đường sáng để đi. Bây giờ vấn đề tự quyết định sáng hay tối. Nói tối hả? Vậy là Phật hay tôi, địa ngục hay niết bàn? Nếu biết chọn lựa là phải biết cách sống nha, chứ phải nói cái miệng đâu á. Chút may mắn đó, nói là phải làm á, lời nói hành động phải đi đôi, là người tu chân chính. Nam mô Di Đà Phật. Huynh đệ cái hiểu ý Trung Đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì không? Huynh đệ, Trung Đạo đang cố gắng đánh thức Phật tánh của anh em vậy đó. Cho dù ít nhiều về cũng phải suy nghĩ lại Trung Đạo nói cái gì. Đang cố gắng đánh thức ông Phật Di Đà của mình vậy đó. Bây giờ biết niệm Phật ở đâu để đánh thức Phật A Di Đà mình chưa? Hả? Niệm ngoài chợ hay niệm trong nhà? Niệm ngay đây nè. Bây giờ Trung Đạo, huynh đệ đây rất là đơn giản mộc mạc, Trung Đạo chỉ là huynh đệ sẽ làm được liền. Đầu tiên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó hơi vào ha, chữ Phật là nó vô tới cái bụng. Rồi bắt đầu mình thở ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ha, Nam Mô A Di Đà. Khi niệm Phật, tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm không sanh. Còn nếu niệm Phật mà không chịu lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm sẽ khởi không ngừng nghỉ. Lặp lại, hít một hơi, niệm chậm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thở ra cũng vậy, nhưng mà mình niệm mình vẫn lắng nghe tiếng niệm của mình. Tâm của mình phải biết rằng là mình đang niệm Phật. Nó gọi là ý thức niệm. Mà có ý thức niệm là tâm mình sẽ an tịnh. Nhờ an tịnh như vậy cho nên không có tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Còn nếu huynh đệ niệm Phật 10 năm mà tạp niệm vọng niệm khởi hoài, thì nó biến thành ác niệm tà niệm. Mà khi huynh đệ đã bị ác niệm tà niệm chiếm ngự rồi, thì không bao giờ niệm Phật có kết quả cả. Bây giờ muốn chánh niệm hay là tà niệm, ác niệm, suy nghĩ đi. Chúc may mắn. Chánh niệm là gì? Có ai kể vấn đề nghe chánh niệm là gì chưa?
Chánh niệm phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải, không phải chánh niệm là vậy đâu. Chánh niệm là cái người đang niệm Phật đó, niệm nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Tay lắng nghe, tâm tưởng nhớ mình đang niệm đó chính là chánh niệm. Rõ chưa? Thầy lặp lại, đâu có ai dạy đâu phải không? Sách đâu có ghi đâu. Chánh niệm là tay lắng nghe, tâm tưởng nhớ, nghiệp thiện không mất, nghiệp ác không khởi, đó là chánh niệm. Mà người niệm Phật có ý thức niệm cho nên gọi là chánh niệm. Bây giờ hiểu chưa? Dễ không? Đó là bước thứ nhất thôi nha, niệm hơi thở ra vào. Trung đạo sẵn chỉ cho huynh đệ luôn, về nhà lắng nghe. Ở trong chùa này là cái chuyện đương nhiên, chúng ta cùng tu với nhau để tiến hóa. Nhưng khi về nhà, không lẽ nằm nông cả ngày từ sáng tới khuya, cũng phải có thời gian rảnh chứ, đúng không? Trong lúc rảnh á, đừng có tụ năm tụ bảy nói những lời không tốt lành để cho nó tạo nghiệp. Cái ngồi yên lại á, trước chánh điện cũng được, trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng được. Nói chung bàn thờ chỉ là phương tiện tạm thời thôi, còn ông Phật này mới là chính. Mình ngồi mình niệm Phật với ổng luôn, mình với ổng tâm sự, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít sâu thở dài, hít sâu thở dài. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai nè, thầy chỉ huynh đệ nhớ, mai mốt coi lại cái dĩa này rồi nhớ. Mốt thầy sẽ vô cái dĩa nhỏ nhỏ rồi bỏ cho cái máy cho huynh đệ nghe. Lắng nghe tiếng tim của mình á. Cái tim mình đập, mình niệm mỗi nhịp cái là Nam, nhịp cái thứ hai là A, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng tim mình, cố gắng nghe tiếng tim, cố gắng lắng nghe tiếng tim. Khi mình nghe tiếng tim rõ rồi, mình niệm chậm theo tiếng tim, niệm từng chút một. Bên cạnh nó vẫn hít vô niệm Phật, vẫn thở ra niệm Phật, nhưng niệm theo nhịp đập của tim. Đây là không phải của thầy chỉ đâu nha. Sau này gặp lại thầy sẽ nói ai chỉ. Cái vị này lớn ghê lắm mà chúng ta hay kêu mẹ mẹ đó nha. Khi con niệm theo tiếng tim, khi con nghe tiếng tim con rõ ràng rồi, thì tất cả tiếng động xung quanh không còn tồn động ngoài tiếng tim ra, thì con đang hòa nhập với sự sống. Khi cái tim ngừng đập, vấn đề gọi là gì? Cái người nằm thẳng cẳng không thở mà tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Ngẫm đó, tức là không nhúc nhích mà không thở, tim không đập là ngẫm. Là nếu tầm 7 thì mình sẽ lọt vô cái kia đen thù lùi. Còn nếu mà biết rằng là mình đang niệm tiếng tim của mình, nghe tiếng tim niệm theo á, là mình đi về cái chỗ sáng thiệt sáng. Thầy nói lại vấn đề sẽ nghĩ ra tại sao mình phải hít vô thở dài ra. Hít sâu thở dài là sự sống. Hơi thở ra vào nhịp tim là sự sống, đúng không? Đúng chưa? Giờ thầy mới hỏi lại đó. Nằm thẳng cẳng không thở, tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Nói câu nó đơn giản rõ ràng đi, ngẫm. Rồi bắt đầu cái mặt xanh lè, môi tím riệm, mắt trợn lưỡi le là biết đi đâu rồi, phải không? Cần phải diễn tả. Còn mà mình ngẫm mà mỉm cười nè, cái mặt vẫn đẹp là đi đâu? Là tịch. Tịch nha. Tịch trong cơn an tịnh hạnh phúc để được tịch là mình có cơ hội về với chư Phật. Còn nằm dãy đạch đạch mà nhăn mày nhăn mặt, trợn mắt le lưỡi là biết đi đâu rồi, cần gì phải hỏi, phải không? Biết rồi cần gì phải hỏi. Thầy chỉ với huynh đệ, hơi thở ra vào nhịp tim của mình là sự sống. Huynh đệ trả lời đúng hay không đúng? Đúng chưa? Trả lời lại. Hơi thở ra vào nhịp tim còn đập gọi là sự sống, có phải vậy không? Đúng không? Chắc chưa? Rồi giờ Trung Đạo nói sâu chút xíu nữa. Trong sách vở đây là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể. Con chó có thở không? Con mèo có thở không? Con rắn có thở không? Con voi có thở không? Nói chung tất cả những sinh vật, cây cỏ, lá hoa đều thở. Cái lá cây nó cũng thở, cho nên nó xanh đẹp hoài. Thấy không? Nó cũng thở. Cái lỗ chân lông trong lá cây nó thở. Nó hút ánh nắng vô, cái lá cây nó chuyển qua cái thân, nó chuyển thành lục diệp tố, nuôi dưỡng thân cây nó xanh lè đẹp đẽ. Nó có sự sống luân chuyển trong cái cây. Cái cây nó có sự sống, cái cây nó hữu tình đó. Nó biết được mình nói chuyện với nó đó. Thầy chứng minh rất là nhiều lần. Thầy mới chứng minh cho đệ tử thầy thấy luôn. Cái cây hoàng hậu huynh đệ biết rồi, cành lá xum xuê, nó gọi là cây đực, không bao giờ có bông được. Mà ở trong cái nhà của thầy ở dưới cái bè đó,
cái cây đó rất là lớn luôn, cây hoàng hậu lớn ghê lắm mà không có một cái nhánh bông nào hết mà nhiều năm như vậy. Thì cái anh mà ảnh chăm sóc cái nhà cho thầy, anh nói sư phụ ơi, đây là cái cây hoàng hậu đực, không thể nào hoàng hậu đực chắc là BD rồi đó. Như thầy nói, cây đực đi, hoàng hậu đực, cây kỳ quá, hoàng hậu sao đực được. Thì anh nói là hoàng hậu đực không có bông được, con sẽ chặt nó, con trồng cây khác. Sư phụ nhìn cái cây nó đẹp quá, nó bự quá, nói chặt uổng vậy con. Cái sư trung đạo mới nói với cây nè, nói rồi đó nha, không có bông nó chặt bỏ, ráng chịu, làm gì làm đi, tôi không có biết tới á. Thầy đi qua bên nước Đức một tháng sau về, rồi đi Phật sự đâu về, thì đến tháng tư này nè, tức thì đó, thầy quay trở lại, quân đệ tưởng tượng coi, hoa vàng nó mọc đầy cái cây hết, nó sợ bị chặt, nó phải đẻ ra hoa bông chứ, nó không phải hoàng đực nữa mà hoàng hậu cái. Bây giờ nó nở hoa rồi, bây giờ vẫn còn nở hoa. Quân đệ thấy nó nghe đó, nó cũng sợ chết như mình vậy đó. Người bên Nhật họ làm một cái test, tức là một cái thí nghiệm á, nó cầm lửa, nó đứng trước cái cây á, nó múa trước cái cây á, cái ánh sáng cây nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại luôn. Nói chừng nó bỏ lửa đi, cái nó mấy tiếng hồ sau nó chạy lên, nó giỡn với cây, nó cười, nó giỡn, ánh sáng cây nó sáng ra. Cỏ cây hữu tình đó. Bên chùa của thầy bên Mỹ á, thầy trồng 10 cây hồng, 12 cây liễu, mà tháng 4 là nó mọc bông nụ ra hết rồi, cuối tháng 4 là mùa xuân. Nhưng mà đầu tháng 5 á, có một cơn lạnh cực đỉnh, nó thổi qua một cái là cây chết sạch đó. Cây chết hết, lá rụng hết, bông rụng, không còn cái gì hết. Thầy lại thầy bẻ cành hết, nó kêu cốp cốp cốp, lạnh quá đó, cây nó chết, giòn giụm hết, thầy bẻ hết, xong thầy đứng thầy rầu. Mỗi cái cây 60 đô, đâu có ít, mắc lắm, mà 10 cây hồng vậy là 600, 12 cây liễu là biết bao nhiêu tiền. Thầy tới thầy bẻ cành mà thầy cứ nói, thiệt là, thầy cứ than thở, thầy mới tưới cây cho nó, thầy nói chuyện. Thầy nói cho tới tháng 6, từ tháng 4 nói tới tháng 6, tới giữa tháng 7 quân đệ biết không? Cây hồng chết 3 cây, còn 7 kia nó mọc chút xíu dưới, mọc lên. Còn cái liễu bắt đầu nó xanh, nó mọc lá đầy lại. Thầy nói chuyện không thôi, thầy năn nỉ cho nó, đừng có chết, uổng tiền lắm, mắc. Nói đi, mình nói cái lời tốt lành cho cây nó còn nghe đó. Mà người tu nhân học Phật nha, niệm Phật tụng kinh nhiều, cái miệng á, nước miếng thơm nhiều ngọt, rất là linh. Tại ra khi mình tụng đến mức rồi, mình không bao giờ dám la ai, không bao giờ dám chửi, hay là không bao giờ dám miệt thị ai hết. Chuyện xui sẽ xảy ra cho người ta, mình sẽ mang nghiệp. Cho nên người tụng kinh niệm Phật tuyệt đối không được nói bậy đó, sẽ mang khẩu nghiệp là ác lắm mà. Thay vì trở thành thiện khẩu đi, phải không? Cái thiện khẩu, mình là một phàm khẩu, mình tụng kinh niệm Phật thời gian, cái miệng thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Hả, mình nói một lời xấu ra, người ta bệnh tật, người ta bị nạn á, trở thành ác khẩu là mình mang nghiệp đó. Nhớ chưa? Vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, là cỏ cây cũng thở như mình, con gì cũng thở. Tại sao con rắn sống dài hơn con chó? Con chó chết sớm hơn con rắn là tại sao? Con rắn nó thở dài thở chậm, mà nó sống dài hơn chó, lý do nó thở dài thở chậm. Còn con chó thở nhiều hơn chó chết sớm. Tại sao con voi sống dài hơn con khỉ? Bởi con voi thở rất là chậm. Tại sao chúng ta bệnh? Bởi chúng ta thở lẹ quá, mà thở ngắn quá cho nên chúng ta bệnh. Cho nên hơi thở chính là sự sống, nhịp tim chính là sự sống. Cho nên hơi thở, nhịp tim chính là sự sống của chính mình. Sự sống này có trong vạn vật, mà sự sống không biết đặt tên là gì, đặt là thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai ngự trị trong từng cá nhân một. Cho nên các ngài nói là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, đồng cái tánh thiêng liêng trong mình đó. Thầy có tánh thiêng liêng, huynh đệ có tánh thiêng liêng, tất cả chúng ta đều có tánh thiêng liêng. Thế gian không biết đặt tên, đặt là Như Lai, ông Phật đó. Bây giờ hiểu là vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể chưa? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là trong này có sự thiêng liêng luân chuyển. Chúng ta ngồi niệm Phật, mình lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng ngự trị trong thân xác mình. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai ngự trị trong ta đó. Thấy chưa? Như Lai chính là tự tánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu chưa? Không làm được thôi, bó chân luôn. Bây giờ ngưng thở, tim đập,
nằm im gọi là gì biết chưa? Nói một câu cho rõ ràng đi. Tim không đập, ngừng thở gọi là gì? Ngẫm. Đơn giản dễ hiểu. Di Đà Phật. Đi có quay lại không đi luôn? Bây giờ cái hiểu là sự sống luân chuyển trong người mình chính là sự thiêng liêng không? Bởi vì sự sống có trong vạn vật nha, không phải trong con người mình không. Tất cả vạn vật ba tánh sinh đồng nhất thể là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Mà sự liêng trong ta rất lớn mạnh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu sự thiêng liêng là ai chưa? Tự tánh Di Đà đó. Hèn. Cho nên niệm Phật phải niệm trong tim của mình để đánh thức tự tánh này vậy. Còn nghĩa là mình ý thức trong chúng ta có sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng thế gian đặt tên cho. Chứ bản thể thiêng liêng không dày, không mỏng, không mập, không ốm, không cao, không thấp, không hay, không dở, không khôn, không ngu, không giàu, không nghèo, không sang, không hèn. Đó là thánh thiêng liêng của chúng ta đó. Giống nhau y hình, không có hình tướng. Thôi đặt đại cái tên cho rồi. Nam Mô A Di Đà sao. Dễ hiểu không? Mong rằng huynh đệ làm được nha. Rất là đơn giản. Đừng có kiếm những cái gì cầu kỳ không cần. Tổ Huệ Năng là vị không biết chữ, gánh củi cho chùa, nghe một câu thức ngộ liền. Bởi ngài rất là chân chất, đơn giản, mộc mạc. Trí tuệ rất là đơn giản, ngây thơ trong trắng. Sự ngây thơ trong trắng học đạo lẹ hơn tất cả những người khác. Càng học nhiều càng ngu. Bởi mình ngu trong cái học. Mình sẽ dính líu vào ngôn từ, dính vào từ ngữ, dính vào những từ ngữ bóng bẩy hoa mỹ, làm cho mình không thấy được chân lý. Chân lý đơn giản, mình là Phật. Đây là lời không phải của Trung Đạo. Các vị mà chứng đắc ngài nói. Khi người ta hỏi một câu mình là ai, câu trả lời chân thật nhất không bao giờ thay đổi: con là Phật. Sống biểu lộ cái tánh Phật cho ba tánh chúng sanh, biểu lộ qua cái lòng đại từ đại bi. Bởi lòng đại từ đại bi chính là tánh Phật. Nếu mình sống tụng kinh niệm Phật mà không biểu lộ tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình không biểu lộ Phật tánh, thì dứt khoát cả cuộc đời này không bao giờ thấy được tánh Phật của mình đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đây là đủ. Bây giờ nói nữa huynh đệ sẽ không tiêu quá được. Bây giờ những thời gian còn lại chúng ta chia sẻ đàm đạo với nhau. Huynh đệ hỏi những gì cần, những gì mà thầy giảng huynh đệ không hiểu, hỏi lại thầy sẽ chia sẻ và đàm đạo. Cứ hỏi thoải mái. Tuyệt đối không được kể chuyện đời cô Lựu hoặc là than vang với thầy nha. Nói gì đập Phật. Dạ thưa, nghiệp người nào người đó mang. Thí dụ bây giờ con muốn giúp chồng đúng không? Thầy chỉ cho huynh đệ cách giúp không phải riêng một ai. Thí dụ như bác Sao đi tu, vợ bác không chịu, sợ trong chùa nhiều người nữ quá, bác Sao bị lay động. Thí dụ nha, chứ còn ai gì nữa mà lay động phải không? Bây giờ muốn độ người bên cạnh, họ chống đối con đường tu của mình, họ tạo chướng duyên nghịch cảnh cho mình để mình không tu được. Đây là cái phương pháp mà thầy đã từng làm, đã được nhiều lần, được rất nhiều lần. Lấy cái tên tuổi người chồng của mình hoặc người vợ của mình hoặc là ông bà cha mẹ mình không chấp nhận mình tu, lấy cái tên tuổi, tên là tuổi, nếu có tấm hình càng tốt. Đây không phải là hình thức trù ếm mà hình thức cầu giải trừ oan gia trái chủ, để cho người đó không tạo chướng duyên nghịch cảnh cho mình nữa, mà giúp cho mình có thuận duyên thuận cảnh để chúng ta tu tiến hóa, để độ cho cả nhà. Lấy tên tuổi ảnh nhét vào cái mỏ, tụng mỗi ngày, tụng đại bi, tụng vãng sanh cho nhiều vào. Bởi vì vãng sanh có cái công năng giải trừ oan gia trái chủ giữa mình với người đó. Nếu mà mình tụng đúng mức thì đúng cái thiện nào đó, tự nhiên cái người đó không còn làm chứng duyên nghịch cảnh, với là oan gia trái chủ đã tiêu trừ. Họ sẽ giúp cho mình thuận duyên thuận cảnh. Đó là cách chúng ta giải trừ oan gia trái chủ trong cái đường tu học của mình đó. Nhớ chưa? Phải làm nha. Nói tiếp đi cô, khoan chờ chút xíu. Dạ. Tên tuổi trồng vào cái mỏ mình tụng kinh đó cô. Còn cái mỏ này là chính đâu, cái mỏ cái mỏ phụ. Cái mỏ này mới chính nè. Tôi cho thầy mượn cái mỏ đi. Cái mỏ này bự quá.
Khoan chờ thầy chút, cho thầy mượn cái mỏ. Cái mỏ trong chùa mà nó nhỏ, con thấy thầy mượn cái mỏ gỗ nhỏ nhỏ đi. Cái mỏ này cũng hơi bự. Kệ nó, mỏ bự linh. Đây là cái mỏ, còn đây là cái mỏ thiệt, này mỏ phổ. Tụng kinh á, cái mỏ này mòn thiệt, mòn á cũng chưa tốt, cái mỏ này mòn mới tốt. Tụng kinh cái mỏ này mòn mà đừng tạo ác khẩu. Cho nên mình lấy tên tuổi của cái ông mà làm chứng viên nhét vô đây nè cô. Hello, ngó nè, lấy tên tuổi của người mà tạo chứng viên bỏ vô cái mỏ này nè. Tụng cho ổng mỗi ngày để ổng bớt làm cho nghịch cảnh chướng duyên, hiểu không? Mình tụng nhiều vô, vãng sanh nhiều vô, cầu nguyện cho Thiên Chư Phật Bồ Tát cho chồng con tên gì, tuổi gì, giúp cho con có cơ hội tu học tinh tấn để độ cả nhà. Ngày nào cũng nói như vậy, hiểu chưa? Nhưng mà đừng có để cho ổng biết nha, ổng tưởng mình ếm, ổng đặt mình chết á. Nhớ không? Nhưng đặc biệt thầy có giảng một cái chùa ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh, cái mỏ bự lớn gấp đôi cái mỏ này thôi, huynh đệ tưởng tượng họ tụng ha, cái mỏ nó u lên không, họ tụng á lõm xuống luôn, họ tụng pháp hoa mà họ tụng đến cái độ cái mỏ nó lõm xuống luôn. Nhưng thì vô chùa thì giảng 5 lần á, thầy thấy cái mỏ này nó dày hơn, còn mỏ này nó mòn, nhưng mỏ kia không mòn. Thầy mới nói một câu, cái hội tụng kinh ghê quá, nhìn công phu quá chừng cái mỏ này mòn lắm, cái mỏ kia nó dày quá. Thầy thấy cái mỏ dày luôn đó, thầy nói luôn cho cả đám cười rầm rầm. Họ thấy nói đúng mà. Cho nên người tụng kinh cái mỏ này không quan trọng, cái mỏ này mới là tốt nè. Nó càng ngày càng mòn đi, nó nói điều tốt không á là mỏ thiện, mỏ Phật, mỏ thần, mỏ thánh. Cô hỏi đi cô. Bây giờ biết cái mỏ nào quan trọng chưa? Khoan chờ chút xíu. A Di Đà Phật, thưa cô. Nói lớn lên chút xíu cô Hùng. Cho thầy mượn cái microphone đó bác. Ừ đúng rồi đó. Nói lớn lên chút xíu nữa cô. Dạ. Cho nên mình phải cầu nguyện cho cái người làm chứng viên mình mà không cho mình tu, là phải để tên tuổi họ vô cái lời cầu nguyện của mình, nói mỗi ngày luôn, tụng vãng sanh cho nhiều vô để giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ cho cụ hiền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên của mình được siêu sanh tịnh độ, và nó đủ để mình tạo âm đức cho việc tu học của mình. Mà cái âm đức nó lớn vậy mình mới giải được oan gia trái chủ của ông chồng mình, hiểu không? Cho nên huynh đệ nhớ là phải nhớ tụng kinh, phải tụng vãng sanh cho nhiều vô nhau, chứ không thôi ha là quan gia trái chủ nó vẫn còn đeo của quyền thất tổ chư sư vẫn còn buông mình đó. Thế như là Phật. Cảm ơn cô. Rồi bác cầm cho thầy cái. Còn cô nào hỏi nữa giơ tay lên. Cho thầy mượn ở đây nè. Bác ơi cái này cần nè. Dạ. Đừng có tắt, cứ để nói đi rồi. Có cái gì cầm cái này cho bác. Nói lớn lên chút. Đừng có bật vậy, cứ nói đi được rồi. Được rồi đó, nói đi. Dạ. Dạ, cái đó là cái chung của cái cuộc sống của huynh đệ ở khắp nơi. Ở Vĩnh Long họ nuôi heo rất là nhiều, họ đi heo họ bán cũng rất là nhiều, mục đích là để sinh sống. Thầy không có biết nói cái gì, tại vì mình không giúp đỡ được huynh đệ chuyển nghiệp, cho nên mình cố gắng mình ngồi giúp tu, mà mình cố gắng tu để chuyển nghiệp, có tu mới chuyển nghiệp nha.
chứ còn ngồi khóc lóc văn xin không có chuyển được đâu, phải ngồi xuống công phu miên mật, tụng kinh niệm Phật miên mật thì các ngài mới sắp xếp cho mình chuyển nghiệp được. Nên cố gắng đi, bây giờ mình cứ tu hết lòng đi, rồi xin chư Phật cho mình đừng có tiếp tục tạo tác nghiệp, thì các ngài sẽ chuyển cho mình ở cái gì đó nha. Thì bác làm hết lòng đi, chuyện còn lại của chư Phật có được nhân quả nha. Chứ thầy không biết cách nào chỉ, thầy cũng làm hết lòng với các thầy thôi. Nương vào Phật lực để giải quyết vấn đề nghiệp lực. Dạ, bản thân mình tốt đi rồi các ngài sắp xếp ha. Nam Mô Di Đà Phật, chúc bà may mắn. Dạ. Thầy à, hồi xưa thầy ở Kon Tum, thầy cũng nghe cái giọng Quảng Nam Bình Định nó cũng quen. Nhưng mà cách đây mấy năm, 7-8 năm vậy đó, thì có hai ni từ ở Bình Định, chắc có lẽ cũng sống ở Quảng Nam, Đà Nẵng, đi trong Bình Định vô chùa đó ở, thì cũng bệnh quá mới xuống gặp thầy. Thì thầy trị bệnh cho hai cô xong, thầy mới chỉ cái câu niệm của mẹ Quan Thế Bồ Tát để mà giải trừ cái sự hãm hại của người khác vậy đó. Thì ở trong nhà thầy cũng mấy đệ tử bên Mỹ, là 5-7 người từ bên Mỹ về chung với thầy ở đó để làm việc Phật sự, bố thí, làm việc thiện á. Thì khi thầy trị bệnh cho hai ni đó xong á, thầy mới tặng cho một câu của mẹ Quan Thế Bồ Tát. Thầy chỉ cho họ cách đọc, thì thầy đọc giọng Nam, thầy đọc cái câu là dậu tắc Aphama Điệt Ngắt Ra Bồ Đề, mặt sắc Aphama Điệt Ngắt Ra Thì Hề. Thì thầy hướng dẫn cho hai ni đó tụng cái câu đó như vậy. Thì khi thầy lên lầu tắm rửa thay đồ xuống, thì thầy thấy mấy đệ tử của thầy đã đứng dưới bếp nó cười hoài. Thì nhìn thấy tụi nó cười mà thầy không biết tụi nó cười cái gì. Thì thầy mới đi xuống bếp, thầy hỏi tụi con cười cái gì vậy, người ta đang niệm Phật. Cái nên sư phụ lắng nghe đi rồi sư phụ sẽ biết con cười cái gì. Vấn đề lắng nghe thầy nói chuyện nè. Dậu tắc Aphama Điệt Ngắt Ra Bồ Đề, cái giọng Nam rõ ràng không? Thì thầy mới chỉ với hai cô ni ở đâu, dậu tép Aphama Điệt Ngắt Ra Bồ Đề, mạc xét Aphama Điệt Ngắt Ra Thầy Hề. Thầy đứng sau lưng hai cô ni, dậu tắc Aphama, ở đâu, dậu tép Aphama, dậu tắc Aphama, dậu tép Aphama. Thưa thầy con không sửa được. Tôi nói thôi đọc đại luôn đi, kệ nó. Thì tụng kinh như ông thầy kia, thì tụng kinh A Di Đà xong xuôi tụng Me Bát Nhã. Thầy tụng là làm thinh không dám tụng theo. Thầy tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đà, ông nói Me Bát Nhã Ba La Mật Đà, thầy tắt đài luôn. Cái phát âm của chúng ta mỗi nơi mỗi khác, cho nên tụng giống nhau thì tụng được, còn mà thả người ta khởi xuống nơi mà giọng thầy làm tin liền, thầy để thầy tôn trọng huynh đệ tụng, chứ thầy tụng theo cái ông trật lất ông giận thì sao? Thầy không biết giận, người ta biết giận. Thầy mà thầy bắt chước ông giọng Me Bát Nhã ông giận dữ nữa. Thôi thầy làm tin luôn. Trên huynh đệ niệm Phật làm sao, tụng kinh làm sao, cái tâm mình làm sao, quan trọng nhất là cái tâm của mình. Còn mình tụng cái giọng gì cũng được hết, miễn cái tâm mình lúc mình tụng kinh rồi an lành hạnh phúc, để hết lòng trong cái tiếng tụng kinh niệm Phật thì mới có giá trị tu học, hiểu không? Chứ đừng có xin, không cần phải xin nhiều, chỉ cần làm hết lòng trong lúc cái thời khóa đó đi. Phải trân trọng cái giây phút thiêng liêng nhất là được ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, đó mới có giá trị tu học, hiểu chưa? Hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi tiếp, hỏi tiếp. Hỏi Di Đà Phật, thưa cô, đứng lên, có microphone đâu? Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính bạch sư ông tôn kính chúng con hàng Phật tử chúng con đã lâu nay nghe pháp của thầy, hôm nay được tận thấy dung nhan và hảo tịnh của thầy. Ngon ngon, ngưng ngưng chỗ này đi, thất vọng chưa? Để chút nữa hát nha. Bây giờ hỏi trước đi. À vậy đó, cảm ơn. Cô người Huế hả? Quảng Trị hả? Vậy là Phật. Vậy là Phật. Huynh hỏi trước đi Huynh.
mô Đức Phật Ca Mâu Ni Phật. Thầy, và nhà cháu có thờ Phật mà vì là hắn không quan tâm đến Phật mà giờ có cháu ăn bệnh. Năm 53 năm giờ ba chân con rút lại giờ thầy giải thích cho em cháu con. Dạ thưa, không dính líu thôi, tại vì em bị bệnh gì đó, bị tê liệt hay gì? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi rồi bị tai biến hả? Dạ năm nay 24 tuổi. Mà nó bị tai biến hả? Dạ. Dạ bị tai biến. Nó có ăn nhậu dữ lắm hả? Đàn ông hay con gái, con trai hay con gái? Dạ không ăn con gái. Con gái mà sao bị tai biến sớm vậy? Bệnh nó có mập không? Nhiễm trì, không phải là nhiễm trì thằng. Nhiễm trì á? Tội nghiệp đó, nhiễm trì tội nghiệp ha. Dạ nó không có dính líu tới đâu. À, tượng Phật, nếu em phát tâm em tu nguyện đó thì thực sự cái tượng Phật nó không có khai quan đến nhãn, mà mình có tu á thì cái tượng linh tại ngã, bất linh tại ngã, cái tâm của em chưa phát, mình không thể nào dựa vào đó mà mình nói em là như vậy được. Không phải. Dạ như Đạo Phật, mình không phải dựa cho đó được. Vì một cục đá đem từ xa về để thờ thắp cái nhang đâu có nghĩa là linh. Thầy kể câu chuyện này để cho cô được an lòng. Ở bên Mỹ có cái cô này là một người cũng nổi tiếng thời gian trước 75. Cô là một người mọi người gọi là dancer, đó là người nhảy đầm á, là của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cổ trong nhà cổ rất là nhiều ma, ma nó bóp cổ mỗi đêm, cổ la cổ hét. Thì bạn cổ thấy vậy mới mua cho cổ con chó về. Thì nó về nó bóp cổ con chó xong cái chở đi cấp cứu 1,000+ đô. Cái thấy ma dữ quá, cái ông bạn thấy vậy mới mua về cho tượng Phật Quan Âm về. Thì nó cũng chui vô cái lỗ mà mấy cái ống mà máy lạnh đó, nó chui qua cái lỗ đó nhảy xuống bóp cổ nữa, cái cổ mới niệm Phật. Cái nó nói cục đá đâu có linh đâu mà mày niệm. Tại vì mình để mình thờ vậy thôi, mình đâu có linh đâu, mình đâu có tụng tu trong đó đâu mà linh, hiểu không? Hiểu ý thầy nói không? Tại nên mình không thể nào dù đó mà mình trách em là không thờ phượng. Mình không thể được như vậy. Tại vì cái cục đá mình để, mình không có tu hành thì chẳng có gì trong đó. Còn khi mà mình đặt hết tâm tư trên chánh điện này, mình tu tụng nó thiệt là giỏi, chư thiên hộ pháp ngự trị sẽ giúp đỡ mình, gia hộ mình, gia trì cho mình tiến hóa. Rõ không? Ở Di Đà Phật. Cho nên chúng ta không thể nào phê bình hay là mình phê phán một cái việc mà mình không hiểu biết được. Vậy cái vô tình mình sẽ tạo nghiệp hoặc là tội cho em đó. Hiên Di Đà Phật. Chứ con hỏi đi cô, đưa cái micro cho cô. Các cô điều của cô Hiền nó có một điều là quán tu cúng dường như thế nào con chưa hiểu, con bậc thầy mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát hả? Dạ mười điều của Phổ Hiền Bồ Tát mà con có điều quán tu cúng dường nó con không hiểu được. Thì cô tu cúng dường chư Phật, càng tu giỏi chừng nào thì báo hiếu chư Phật, giúp đỡ để ba tánh chúng sinh cúng dường chư Phật. Tất cả những gì mà chúng ta làm mỗi một ngày một chút việc tốt đều hướng công đức cho chư Phật mười phương, cho ba tánh chúng sanh khắp nơi, cho dân tộc Việt Nam, cho quốc thái dân an, đó là quán tu cúng dường đó, hiểu không? Dễ mà, mình tu hết lòng đi, còn tu xong rồi cúng dường hết cho ba tánh chúng sanh. Ba tánh sanh là Phật nè, ông Phổ Hiền Đồ Tát đâu có cần mình đâu, cái ngài mới cần mình, hiểu không? Phật chung quanh mình mới quan trọng. Mà ông Phật kia đi rồi thành đắc ở đâu có cần mình đâu, nhưng Phật thì đang cần mình nè. Đừng có nghĩ mấy ông Phật kia chi xa lắm, những Phật bên cạnh mình đi, có mình làm được gì cho mấy ông Phật bên cạnh mình chưa? Chứ mấy ông đó không có cần mình phải cúng dường ổng, ổng chỉ cần mình tu cho giỏi vô để độ anh em của mình mới là quan trọng. Chúng ta hiểu lầm hết rồi, chúng ta tu hiểu lầm hết rồi. Chư Phật không có cần chúng ta phải cúng dường cái gì, nói chung là không. Chư Phật chúng ta tu thiệt là giỏi vô để cúng dường anh em ba tánh, chư Phật chung quanh của mình là quan trọng, hiểu không? Phật sống nè, chúng ta hiểu như vậy mới thực sự là hiểu chân chính, rõ không? A Di Đà Phật. Hỏi tiếp. Con hỏi ông con, giơ tay lên hỏi xong mới thụp xuống đứng với cái cánh cửa sổ luôn rồi. Đưa vô cái mi đi mau. Giơ tay lên, giơ cao lên.
Dạ. Dạ con ơi, việc làm thế là cho bọn mình biết thế là đúng là học tử, nhưng mà sao nó được gì con quay không được cả không, nhưng mà lại là nhìn lại là cứ tự cầm hết rồi, nhưng mà bữa nay học tử gì. Từ từ, nói từ từ đi, nói từ từ. Nam Mô Di Đà Phật. Cô bên cạnh hiểu cô nói gì không? Hả? Không luôn hả? Từ từ nói lại, từ từ nói lại, đừng nói từ từ, chậm chậm lại, dạ, nói lớn lên. Hít thở vô đàng hoàng. Lại đây nè, lại đây nói thầy nè, lại đây. Lại đây. Từ từ, đừng có hồi hộp, lại đây từ từ. Lên đây. Rồi đứng đây quay mặt xuống dưới đó, hỏi từ từ rồi hỏi đi. Dạ con nhớ thế hả? Con cầm sát vô. Cầm sát vô. Dạ con thi như các thầy vừa là tay chịu lắm. Đó cũng học nữa. Nhưng mà con cũng ra được gì. Nhưng mà mẹ hàng nó biểu con là quen đi. Nhưng mà con quen ngã quá. Chứ không phải là con quen lên rồi. Nhưng mà mới chữ mà mấy đâu mà cứ nói là nên học nữa gì ếm thật quá, ếm mà ếm hả, nuôi ếm thật quá sụp đổ mắt đồ em mấy chữ con mới nhất. Ai chữ hê hằng á, hê hằng ai chữ con? Dạ bà hê hằng. Ai chửi cô vậy? Dạ hê hằng nó đang chùa đi đó. Ờ vậy hả? Không biết mà đi có cái đầy thằng. Rồi xuống cái nhân thân nhà. Không hiểu. Hiểu không? Hiểu không? Cô hiểu không? Ai hiểu nói giùm thầy đi. Bác hiểu bác nói giùm thầy nghe đi. Thầy nói đi. Đi lên này là thầy nghe con. Cô nghe một con kia thì bảo là cái bò đầu đó cô cũng đi cái chùa này đây. Mà hắn nói sâu đó không biết mà bỏ cứ qua chữ bỏ mén cái người đây. Chửi mén nó làm gì? Là chữ mén cổ á. Chữ có mén cổ biết mà người ai cũng có đi đây không biết. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi kệ đi. Nghe vấn đề khi chúng ta vào chùa này đó, ví dụ mà ai nói gì mà mình chọc ghẹo mình á, nói gì đó, Nam Mô Di Đà Phật thôi kệ đi nha. Nhớ không? Nam Mô Di Đà Phật thôi kệ đi. Người niệm Phật biết bỏ qua thì dặn rồi, bỏ qua quên lãng tha thứ. Nếu mà mình niệm Phật mà không chịu bỏ qua quên lãng tha thứ mình sẽ không học đạo được. Bởi vì mình không chịu bỏ qua quên lãng tha thứ là mình không biểu lộ tánh từ bi được. Thí dụ bây giờ người đó không thích trung đạo, nó xấu trung đạo đi, trung đạo cũng bây giờ thật thôi kệ nó cho rồi, xong rồi phải không? Vậy đi, tập chánh nó dễ chịu. Người tu Phật là không giận, không buồn, không phiền. Ai nói kệ, chỉ niệm Phật tụng kinh tạo thiện nghiệp là đủ rồi. Nhớ chưa? Nhớ không? Nghe nè, yên lặng coi. Bắt đầu như nít rồi đó. Bắt đầu như nít rồi, nói rồi đó. Rồi ngưng, không có bàn nữa. Huynh đệ, chúng ta người tu niệm Phật á, nó có cái câu rất là đơn giản. Huynh đệ biết rồi, tự tánh Di Đà là của mình đúng không? Cho nên các ngài mới nói câu là ngàn năm cách biệt vẫn đợi chờ, Di Đà từ phụ đến trong mơ. Quán âm khẩn nguyện nghe trần thế, tương phùng cách biệt chỉ lằng tơ. Chứ dù mình đi xa ông cha mẹ mình, xa Như Lai á, cả ngàn năm đi, các ngài vẫn chờ đợi chúng ta quay về. Lâu lâu mình nằm mơ, mình thấy cảnh giới của Di Đà, mình nằm mơ mình thấy mình, cái tự tánh riêng liêng của mình. Bài này là bài là cho dù anh em có đi xa thì xa cũng quay trở lại với mình đó.
Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại hết, mau nhắm mắt lại. Bây em ơi, dù em còn lang thang phương nào, này anh hỡi, dù anh còn trôi lăn bao đời, hãy nhìn xuống, nhìn sâu trong đáy tim nhau, để ta thấy cuộc đời là những khổ đau, để ta thấy khổ đau trong chất trong cuộc đời, để ta kiếm đường đi của ta về nguồn cội. Hãy nhìn xuống, nhìn theo dấu vết chân xưa, để ta biết quay về bờ bến chân như. Đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới đến tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về, về trong pháp giới để thôi luân hồi. Này em ơi, dù em còn lang thang phương nào, này anh hỡi, dù anh còn trôi lăn bao đời, Phật vẫn nhớ, Phật luôn vẫn yêu thương ta, Phật là đấng trọn lành, là tình yêu thế gian. Thấy khổ đau trong chất trong cuộc đời, để ta kiếm đường đi của ta về nguồn cội. Vươn lên xuống, nhìn theo dấu vết chân xưa, để ta biết quay về bờ bến chân như. Sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân, pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về, về trong pháp giới để thôi luân hồi. Này em ơi, này anh hỡi, dù anh còn trôi lăn bao đời, Phật vẫn nhớ, Phật luôn vẫn yêu thương ta, Phật là đấng trọn lành, là tình yêu thế gian. Phật là đấng trọn lành, là tình yêu thế gian. Là đấng trọn lành, là tình yêu thế gian. Phật là ai vậy? Phật là ai? Ta là Phật, Phật cũng là ta. Là ta là Phật sẽ thành đó, huynh đệ nè. Ừ.
ngày lá Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì con bám lời danh cho nên chẳng thấy Phật danh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần đâu khổ miên man, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân cầu ý thành thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Ta là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một. Dạo chơi niên chốn non ngàn, ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục ở trần gian đó. Phật tử hiện tiền, cảm niệm công đức huynh đệ đã đến nghe sự chia sẻ của trung đạo. Mong rằng sự chia sẻ này tồn động lại tâm tư mình để tiến hóa trong việc tu nhân học Phật. Cầu xin cho Phật mười phương
chư Thiên Chúa Hộ Pháp gia hộ cho huynh đệ cùng gia đình được mọi sự an lành, ngày an lành, đêm an lành, sáu thời ngày đêm an lành và trọn đời tu học được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình đều chúng ta A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một đời vì pháp độ sanh, quyết noi theo tấm gương lành Phật trao, cho đời với nỗi sầu đau, khuôn vàng thước ngọc thâm sâu lý huyền. Kính bạch trên ngài, kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ dưới bóng mát của ngôi già lam yêu dấu, được sự gia hộ mười phương chư Phật, sự giáo hóa của ngài đã làm khai tâm mở trí của chúng con. Chúng con như được tắm mình trong dòng pháp vụ bao la vô tận, làm vơi đi bao nỗi muộn phiền của thế sự. Tâm chúng con trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn. Kính bạch ngài, trước sự hiện diện của ngài, chúng con vô cùng xúc động, hòa lẫn niềm vui sướng. Chúng con không biết nói gì và làm gì, xin y giáo phụng hành và nguyện khắc cốt ghi tâm những lời ngài dạy, để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Với thâm ân cao cả, với tâm tình sâu xa ấy, chúng con không biết dùng ngôn từ hay bút mực nào để diễn tả cho cưng xứng. Chúng con chỉ biết nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ngài pháp thể khinh an, thọ mạng miên trường, đạo quả chóng viên thành, và mãi mãi là ngọn cây che mát cho hàng đệ tử chúng con, là ngọn đuốc soi đường cho chúng con trên bước đường tìm về bến giác. Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng con xin cảm ơn thầy. Lời vàng thước ngọc mảy may không sờn, liền tô bồi đắp sắc son, lìa xa đường dữ lối mòn tử sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh hòa thượng trở về khách đường để dùng nước giải lao cùng với bổn tự chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời tất cả quý đạo hữu chúng ta đứng lên để hưởng công đức cho mười phương chư Phật, cho ba tánh chúng sanh, cho dân tộc Việt Nam, cho quốc thái dân an. Bốn câu rất là đơn giản mộc mạc nhưng rất là ý nghĩa sâu sắc, biểu lộ cái lòng từ bi mình dành cho ba tánh chúng sanh, cho dân tộc Việt Nam được an lành, hạnh phúc, ấm no. Khi mình hồi hướng công đức này, hưởng bằng cả con tim trí tuệ và sức mạnh của mình để hưởng công đức của mình, cho dù ít hay nhiều, cho dân tộc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Chúc huynh đệ cùng gia đình một sự an lành, thân khỏe tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy cảm ơn huynh đệ đã lắng nghe thầy ca nhạm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý.